Em xin chào các bác ạ, và hôm nay thì bên em sẽ lên cho các bác một cái dòng sản phẩm loa xách tay đến từ thương hiệu BBS, và bên em đã lên nhiều clip về cái dòng loa xách tay này rồi. Rất là nhiều khách hàng thích những cái dòng loa cao cấp như thế này. Và em nhấn mạnh với cái dòng BBS đó là một cái dòng thương hiệu cao cấp các bác nhá. Thế nên cái giá thành của nó cũng không hề rẻ một chút nào. Nhưng mà nếu ai mà đam mê âm thanh, thích cái sự nhỏ gọn tiện lợi và những cái màu sắc và cách trang trí, cách thiết kế đẹp mắt, sang trọng, thì đây là một cái dòng loa mà các bác không thể nào bỏ qua được. Và trước mắt các bác đây đó là cái con loa xách tay. Bên em có các mã là BBS P4 này, là cái con nhỏ nhất này, với kèm theo đó là một tay mic này. Con ở dưới là con P6, là dòng loa to hơn và nó hai tay mic. Con này P5, một tay mic. Và cái dòng to nhất hôm nay em quảng cáo đó là con P7 các bác nhé. Cái dòng loa P7. Và cái dòng loa P7 này đặc biệt ở chỗ ấy là nó sử dụng cái trình điều khiển chất lượng cao, mang lại cái chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời. Bộ xử lý âm thanh DSP và cái bộ khuếch đại mà mạch tín hiệu của nó là cái con Class D. Thế nên là âm thanh của nó được tối ưu, tất cả âm thanh được tái tạo một cách hoàn chỉnh, hoàn hảo. Và tích hợp với cả nó đó là nó sử dụng cái pin lithium dung lượng lớn, tuổi thọ pin rất là cao, kết nối nhanh mà không cần điều chỉnh thông qua cái bộ điều khiển ở phía bên trên của nó nữa. Và trong clip này thì em sẽ nói rất rõ cho các bác về cái dòng loa BBS này các bác nhé. Cái con BBS P7 này thì cái giá thành của nó bán cũng khá là chát các bạn, khá là chát. Thế nên là ai mà đam mê thực sự với cả những cái dòng loa xách tay sang trọng, thiết kế đẹp thì các bác hãy liên hệ với em nhé. Riêng những cái dòng của BBS thì từ trước đến nay những cái thiết kế của nó thì không chê vào đâu được các bác ạ. Và các bác có thể thấy đây là cái vỏ hộp của con P7 này. Trong cái vỏ hộp này thì các bác có thể thấy là nó sẽ có sâu ra những cái mẫu mã của cái dòng B7. Nó sẽ có màu trắng này, màu xanh lá này, và màu vàng này, màu cam này. Thì ở đây thì em đang có con màu cam các bác nhé. Ở phía ngoài của cái con BBS này thì nó sẽ bọc một lớp da, lớp da sờ rất êm tay luôn các bác ạ. Từng đường kim mũi chỉ của nó thì được hoàn thiện một cách rất là tỉ mỉ, không hề có một đường chỉ thừa nào luôn các bác nhé. Đấy, và nó sẽ có một cái quai sách để cho chúng ta có thể là dễ dàng tiện lợi mang đi mang lại. Đây các bác thấy cái phần quai sách không ạ? Cái phần quai sách thì cũng làm thiết kế rất là chắc chắn nhá. Dây da xịn luôn đấy các bác ạ. Dây da xịn luôn. Và về cái phần hệ thống cấu tạo của loa ấy, thì nó là cái con loa 3 đường tiếng các bác nhá. Đó con loa 3 đường tiếng. Không biết ở đây là các bác nhìn có rõ không? Các bác không biết các bác nhìn rõ không, nhưng mà ở đây thì sau khi mà chúng ta nhìn qua những cái tấm e căng này này, cái phần e căng bằng sắt này này, thì chúng ta sẽ thấy được cái phần bát loa ở bên trong nhá. Cái phần e căng của nó thì là làm bằng hợp kim các bác nhá. Hợp kim không gỉ, cực kỳ sang trọng luôn, và nó có những cái lỗ lỗ thoát khí để cho thoát âm thanh, để cho con loa ở bên trong nó hoạt động này. Nó làm cách điệu rất là đẹp ạ. Và ở phía bên trên thì nó sẽ dập cái logo là BBS này, họa tiết BBS, và ở chính giữa đó là cái mã sản phẩm là B7. Đấy, và nó sẽ có cái đèn để hiển thị trạng thái hoạt động ở ngay phía trước mặt loa đây các bác nhá. Cái đèn màu xanh này các bác thấy không? Và cấu tạo loa thứ nhất là nó sẽ có một cái loa bass. Cái loa bass này có đường kính là 6,5 inch. Tiếp theo đó là hai cái MF driver, nó sẽ có hai cái loa bé chíu ở đây để nó chơi phần giải mid này các bác này. Nó sẽ có hai loa 4 inch, và nó sẽ có một cái loa chép ở phía bên trên này nữa các bác nhá, một quả quả chép ở phía ở đây nữa. Nếu các bác nhìn trực tiếp ý, thì các bác sẽ thấy nó nhìn nó một cách dễ dàng hơn, mà khi mà chiếu qua điện thoại thì các bác sẽ nhìn vào trong nó hơi khó một chút. Và đặc biệt là ở trên cái dòng VBS B7 này, nó sẽ có một kèm theo cho chúng ta một cái bảng điều khiển. Các bác thấy cái bảng điều khiển này không ạ? Cái bảng điều khiển này cho phép chúng ta là chỉnh các thông số của âm thanh từ xa. Chúng ta có thể ngồi từ xa, chúng ta điều chỉnh ngõ âm thanh đường vào này, cái bát mic chép của nhạc ra sao, bát mic chép của mic ra sao, rồi một số những cái setting, một số những cái mode cài sẵn để hát karaoke, hay là nghe nhạc, hay là chúng ta có thể cài nhiều thông số khác nhau. Và nó sẽ có một cái nút vặn ở đây để chúng ta điều chỉnh thông số nhé. Và cái nút vặn này khi mà chúng ta bật cái bảng điều khiển lên ý, thì nó sẽ có cái sáng viền ở xanh đây, nhìn cực kỳ là xịn sò luôn các bác ạ, rất là xịn sò. Kết nối NFC một chạm, có nghĩa là khi mà các bác bóc hộp ra ấy, các bác đặt lên một cái là nó sẽ tự động nó kết nối luôn với nhau các bác nhé, chứ các bác không cần phải làm thêm những cái cài đặt gì nó phức tạp nữa. Và đặc biệt là cái con loa này nó kèm theo cả một cái túi sách các bác nhé, một cái túi sách ba lô có quai. Các bác thấy không ạ? Nó sẽ có quai, cái ba lô này thiết kế cũng xịn luôn ạ, rất là chắc chắn các bác, rất là chắc chắn luôn. Và cái ba lô này thì để chúng ta đựng cái con loa B7 vào bên trong, trong trường hợp là chúng ta đi xa, chúng ta vác theo những con loa này đi một hành trình dài, đi bộ hoặc là đi đâu đó, thì chúng ta có thể là cho con loa này vào.
và chúng ta đeo lên trên lưng để chúng ta di chuyển một cách dễ dàng thuận tiện. Nhà sản xuất rất là chu đáo khi mà chuẩn bị cho chúng ta những cái phụ kiện kèm theo rất là hoàn chỉnh. Đây là hai bên này thì nó sẽ là cái phần để đựng bảng điều khiển và đựng cái hộp mic các bác nhá. Đây hai bên nó sẽ có thêm túi sách này. Đây và em sẽ mở cái phần mặt đầu trên này ra. Ở cái phần mặt đầu trên này thì là nó đựng cái quyển sách hướng dẫn sử dụng và cái thông số kỹ thuật này. Đây là phần để đựng thông số kỹ thuật hướng dẫn sử dụng, hoặc là các bác có thể đựng thêm một số những cái dây rắc ở trên đây. Và cái mặt chính của nó thì nó sẽ là mở theo cái phần xoay đáy dưới này các bác nhé. Nó có một cái khóa đáy ở đây này. Đấy, các bác kéo sang để các bác mở cái phần mặt đằng trước ra. Và chúng ta sẽ lôi con loa ra ngoài theo cái mặt đằng trước. Đây là cái phần loa sách ở bên trong đấy các bác này. Đấy, các bác thấy không ạ? Chúng ta sẽ đựng con loa ở trong này nhé. Trong này thì có cả túi hút ẩm này. Rồi đây là cái hộp để nó đựng những số cái dây kết nối của cái con B7 các bác nhé. Cái dây kết nối đấy chính là cái dây sạc, nó là cái dây sạc của cái bảng điều khiển NFC của cái loa kéo. Đấy, và ở đây em sẽ cho các bác xem về cái con B7 kỹ hơn. Cái phần tay mic và bảng điều khiển em sẽ nói sau nhé. Đầu tiên là chúng ta nhìn qua cái con này đã. Các bác thấy không ạ? Hiện tại em đang cắm sạc cái con loa này. Và ở mặt đằng sau thì nó sẽ có đường kết nối, rất là nhiều đường kết nối khác nhau các bác nhé. Nó sẽ hơn cái dòng B5, B4 ở cái phần đường kết nối cổng vào. Nó sẽ cho phép chúng ta kết nối đường cổng vào. Thứ nhất là đường cổng quang này. Đường cổng quang hiện nay thì rất là nhiều các thiết bị khác nhau sử dụng cái đường cổng quang ra các bác nhé. Đưa ra cái tín hiệu truyền âm thanh bằng ánh sáng, chất âm cực kỳ là sắc nét, rõ ràng và tốc độ truyền tín hiệu xử lý cao. Và cái đường coaxial là cái đường dây âm thanh đồng trục này, đường cắm nhạc vào USB này, và đường HDMI các bác nhé. HDMI này thì chúng ta cắm ở trên TV xuống ấy thì nó sẽ không có tiếng đâu, bởi vì HDMI ở trên TV nó là cái đường HDMI nhận vào, và ở trên con này cũng là đường HDMI nhận vào, thì chúng ta phải cắm từ một cái đường HDMI phát ra, ví dụ như là một cái đầu hát, một cái đầu karaoke nó có đường HDMI lên TV đấy các bác, thì cái đường đấy ở trên cái đầu karaoke nó mới là đường HDMI ra thì nó mới nhận được tín hiệu âm thanh nhá. Và các bác có thể là cắm cái đường AUX in, có nghĩa là cái dây jack 3.5, đường mic in này. Đường mic này thì chúng ta cũng phải chuyển từ 6 ly sang 3.5 chúng ta mới có thể cắm được nhá. Và một cái đường này là cái đường để chúng ta cắm nhạc cụ, guitar hoặc là những cái loại đàn khác nhau, nhạc cụ khác nhau, instrument đấy các bác nhá. Con này sẽ sử dụng cái nguồn điện vào là 19V 4A. Đây là cái đường nguồn điện vào cái cục nguồn của nó đây. Hiện tại em đang sạc điện cho nó các bác nhé. Đây cái cục đây, các bác nhìn thấy nó khá là quen thuộc đúng không? Và đây là cái nguồn power này. Đấy. Toàn bộ con này nhá, toàn bộ thiết kế của nó cứ cái gì lòi ra ngoài thì nó sẽ là kim loại. Đấy, còn mà không phải kim loại thì nó sẽ là bọc da, rất là sang trọng và đẹp các bác. Cực kỳ sang trọng luôn nhá. Và tiếp theo một số những cái thông tin nữa về cái con này. Thứ nhất là cái giải tần hoạt động của nó. Nó sẽ hoạt động giải tần từ 65Hz cho đến 20.000Hz. 60Hz, 65Hz cho đến 20.000Hz các bác nhé. Giải tần rất là rộng. Thế nên là nó sẽ có thể là tái tạo lại được âm thanh một cách hoàn chỉnh cho người nghe. Tất nhiên là nó không thể nào nó xuống sâu được như là những con loa súp rồi. Không thể nào xuống sâu được như con loa súp. Nhưng mà thường những con loa súp nó xuống được khoảng 25-30Hz đấy, nhưng mà con này nó xuống được khoảng 65Hz. Thế nhưng mà âm bát của nó như thế là trên một con loa sách tay như thế là quá ok và quá hoàn hảo rồi, không có gì để chê trách nữa. Tiếp theo là độ nhạy đường vào, tín hiệu độ nhạy vào là 85 decibel các bác nhé. Công suất của con loa này là 60W. Và về cái kích thước, thứ nhất là về cái chiều cao của con loa, chiều cao của con loa nó là 41 cm, 41 cm ạ. Tiếp theo đó là cái mặt cái chiều sâu của nó nhé, có nghĩa là cái phía bên cạnh này này. Cái phía bên cạnh này của nó thì là 20 cm, đúng một găng tay luôn các bác nhá, 20 cm. Còn cái bề ngang của nó là 27 cm, trọng lượng của nó là 5,7 kg. 5,7 kg thì có thể là nó hơi nặng so với cả những cái con sách tay mini như là cái dòng B4 và B5, nhưng mà bù lại thì cái chất âm và cái cường độ tín hiệu âm thanh của nó thì nó sẽ khỏe hơn, to hơn, và chúng ta có thể là thoải mái chơi những cái loại nhạc EDM các thứ chẳng hạn thì nó sẽ uy lực hơn. Đấy, và tiếp theo về cái phần micro các bác nhá. Cái phần micro thì các bác có thể thấy là nó sẽ sản xuất cái màu nó cũng đồng bộ với cả những con loa. Ví dụ các bác mua cái loa màu vàng thì nó tay mic sẽ màu vàng, mua loa màu trắng tay mic màu trắng, tương tự màu xanh thì tay mic sẽ màu xanh.
khoảng cách làm việc của cái bộ mic này thì bên em test nó rơi vào khoảng 30 mét các bác ạ. Các bác khoảng cách đứng cách cái loa khoảng 30 mét nhá, thì các bác vẫn có thể là sử dụng hát alo rất là mượt mà không hề bị ngắt sóng. Và cái tai mic này của nó thiết kế là nguyên khối là kim loại hết các bác nhá, kim loại hoàn toàn luôn, cực kỳ là chắc chắn các bác ạ, rất là chắc chắn. Và nhìn cái lớp sơn này, để em cho chiếu gần đèn các bác thấy nó bóng lộn lên không ạ? Sơn tĩnh điện xong rồi phủ bóng ở ngoài cực kỳ đẹp luôn. Và ở trên này cái phần e căng của nó cũng bóng nha các bác nhá, e căng nó có một cái đường viền chạy xung quanh như này, nhìn quá là sang trọng luôn rồi. Đấy, logo in này, BBS Pro Sound này, hàng chính hãng, thế nên là cái gì nó làm nó cũng rất là cẩn thận. Nó sẽ có hai cái mic nhá, mic của nó sẽ có mã là X1 các bác ạ, mic X1 nhá. Đây hai tay mic này, nó sẽ đựng trong hộp riêng luôn. Cái hộp ngoài đựng mic của nó nhìn cũng trông rất là lịch sự đây ạ, hai khóa hai bên đây. Và một cái hộp nữa, khi mà các bác mở cái sản phẩm này ra thì đây là chính là cái hộp để cho cái bảng điều khiển điện tử đây các bác nhá. Đây là cái hộp để đựng cái bảng điều khiển này. Cái con loa này thì sẽ hơn cái dòng khác là nó có thể là ngồi từ xa để điều khiển, chứ các bác không cần phải lúc nào cũng kè kè bên cái loa để chỉnh âm thanh nữa. Chúng ta có thể hoàn toàn chỉnh tất cả những cái thông số ở trên con loa bằng cái bảng điều khiển BBS Acoustic này. Đấy, các bác thấy cái bảng điều khiển nhìn trông đẹp không ạ? Thiết kế rất là lịch sự nhá, nhỏ gọn, dễ dàng điều chỉnh. Và trên cái bảng điều khiển này thì chúng ta sẽ điều chỉnh được những thông số gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ sang cái phần Music này. Đấy, các bác có thể điều chỉnh được Micro, Instrument tức là nhạc cụ và Music. Đấy, và ở phần Micro thì nó sẽ có điều chỉnh volume. Chúng ta vặn lên vặn xuống để điều chỉnh volume nhá. Chúng ta điều chỉnh thông số nào chúng ta sẽ nhấn sang cái thông số đấy. Chúng ta sẽ điều chỉnh được Echo này, có luôn cả reverb này, bass và treble này. Đấy các bác thấy không ạ? Bass và treble. Rồi, và sau khi điều chỉnh xong nhá, mà lần sau các bác muốn tắt đi mở lại nó vẫn về cái thông số chính xác đấy, thì các bác nhấn chữ save lại giúp em để lưu lại. Tương tự ở sang cái phần instrument, có nghĩa là cái phần nhạc cụ, thì nó sẽ có chỉnh reverb, chỉnh chorus, chỉnh bass, mid và treble, và chỉnh volume. Phần music thì nó sẽ có bass và treble, volume. Đấy, đây là cái phần tắt tiếng này, các bác muốn cái phần nhào thì các bác chỉ cần bật cái phần tích xanh đấy lên thôi. Ví dụ các bác không muốn micro ra tiếng thì các bác bật cái này lên là nó sẽ ngắt tiếng micro. Tương tự với cả nhạc cụ và với nhạc. Ở cái phần wireless này, ở phần wireless này là để chúng ta điều chỉnh để bắt lại tần số sóng với cả những cái tai mic nha các bác nhá. Đấy, các bác thấy không ạ? Đây là tai mic này. Chúng ta có thể là sử dụng cái tai mic X1 này cũng được, hoặc chúng ta có thể sử dụng những cái tai mic khác. Chúng ta vào phần wireless này để chúng ta kết nối sóng các bác nhá, kết nối sóng. Đó. Và tiếp theo, ngoài ra thì nó sẽ có lưu sẵn các chế độ. Một là user là để chúng ta tùy chỉnh này. Thứ hai là cái phần karaoke thì người ta đã điều chỉnh sẵn nghe nhạc pro hoặc standard, chế độ phẳng bình thường này. Đấy, nó lưu sẵn một vài chế độ để các bác nghe nhạc để hát karaoke chuyên nghiệp luôn đấy các bác. Ở cái phần setting này thì nó có gì? Ở setting thì nó chính là vào những cái phần cài đặt âm thanh, nhạc cụ và micro vừa nãy thôi. Đấy, và chúng ta có thể ngồi từ xa để chúng ta điều chỉnh nhá. Khi quay ra menu chính thì các bác có thể lựa chọn, một là các bác nhận đường tín hiệu vào bằng Bluetooth, hai là đường cổng quang, ba là USB, bốn là đường AUX, năm là đường coaxial và sáu là đường HDMI. Tổng cộng 6 cổng đường vào để các bác có thể là thoải mái kết nối với cả nhiều các thiết bị khác nhau, đa dạng, rất là đa dạng các bác ạ. Và cái pin của con này các bác có thể hát hò thoải mái, hoạt động liên tục trong vòng 6 tiếng đồng hồ các bác nhé, 6 tiếng đồng hồ. Và bây giờ thì sẽ đến bài test âm thanh. Em sẽ mở nhạc lên để cho các bác cùng test cái chất lượng nhạc phát ra từ cái con loa P7 BBS này các bác nhé. Quá là xịn, đẹp, quá là đẹp luôn các bác. Đây các bác ngắm qua nó một lần nữa này. Rất là đẹp đúng không các bác? Rồi, ok, và bây giờ em sẽ cho nhạc vào. Thưa các bác là em đang kết nối USB nhé, em đang cắm USB ở đằng sau này các bác thấy không ạ? Cắm USB này. Và ở đây, ở trên cái bảng điều khiển này thì chúng ta sẽ chuyển sang phần USB. Đây, nó sẽ có Bluetooth, AUX, Optical, Coaxial, HDMI. Thì chúng ta nhấn vào phần USB Play này các bác nhé. Ở trong phần USB Play này thì nó sẽ có Power này. Đấy, các bác sang bài khác này, sang bài khác này, sang bài khác này, sang bài khác tiếp, để em chọn một cái bài không có bản quyền nhé. Ok, và chúng ta sẽ nhấn vào cái phần âm thanh, chúng ta cho to lên. Và chúng ta có thể là tăng bass mid treble nữa các bác nhá. Tăng bass mid treble nữa. Đấy, nếu mà nhấn vào này thì nó sẽ là mute luôn này. Ok, bây giờ quay lại, nhấn vào lại vào cái phần USB này. Nhấn vào phần setting này.
các bác nhấn vào setting. Rồi bây giờ các bác muốn giảm bass hay là tăng chép các thứ lên thì các bác nhấn vào phần music. Nhớ là nghe nhạc, chỉnh nhạc chúng ta phải nhấn vào music nhá. Đấy, âm lượng là bao nhiêu cho to lên. Các bác muốn tăng chép thì các bác tăng chép lên. Bass muốn tăng thì tăng thêm lên. Ở đây em thấy là bass hơi nhiều thì em sẽ giảm xuống. Đấy. Ok, rồi bây giờ cho to âm lên để các bác cùng thưởng thức chất âm nhá. Bao lại cái đã. À, chúng ta hoàn toàn có thể đứng từ xa để điều chỉnh cái loa B7 này các bác nhá. Nào bây giờ thì em sẽ sang một bài hát khác này. Ok, bao lại. Rồi. Các bác thấy không ạ? Rất là đơn giản đúng không? Đấy, chúng ta có thể tua bài, neck bài các thứ ở ngay trên cái bảng điều khiển này. Chúng ta ngồi từ xa, chúng ta không cần thiết là phải đến tận nơi của loa để chúng ta điều chỉnh như là những cái dòng loa xách tay khác nữa. Và ở trên cái bảng điều khiển này thì nó còn tiện ở một cái, đó là về cái phần chúng ta có thể xem được là thông số pin của con loa luôn các bác nhá. Các bác thấy là ở cái loa nó sẽ là cái cục pin màu xanh xanh dương trên góc này này, các bác thấy không ạ? Chỗ ngón tay cái em đây này. Đây là pin của cái loa và nó có hình tia chớp ở giữa, tức là chúng ta đang cắm sạc. Còn cái pin của bảng điều khiển thì nó sẽ là cái màu vàng phía bên tay phải đây. Thì hiện tại là em sử dụng khá là lâu rồi. Em đã làm demo con loa này nó rơi vào khoảng hơn một tuần. Thì pin của nó hiện tại nó còn từng này các bác nhé. Cái điều khiển này thì nó tốn rất là ít pin, nó cũng chả tốn đáng kể bao nhiêu cả. Thế nên là dùng rất là lâu. Con loa này có thể các bác dùng hết pin sạc khoảng 2-3 lần rồi. Nhưng mà cái bảng điều khiển này thì nó vẫn ngon ơ, không vấn đề gì hết. Và khi mà cắm sạc bảng điều khiển này thì chúng ta sẽ cắm vào cái jack tai C này các bác nhé. Đây, cái jack tai C đây nhé. Đó. Rồi và bây giờ thì chúng ta hãy thử sang cái tai mic nhá, tiếng ở trên tai mic nhá. Và ở đây thì chúng ta sẽ để lại cái bảng điều khiển lên trên. Và các bác lưu ý này, cái bảng điều khiển này nó sẽ có cái nam châm. Đấy, chúng ta cần để vào rồi nó sẽ hút rất là chặt, thế nên là kể cả các bác có cầm loa lộn ngửa lộn ngang thì nó cũng không rơi bảng điều khiển ra được đâu. Đấy, các bác không phải lo vấn đề đấy nhá. Nó có nam châm đấy các bạn, nó sẽ có nam châm nó dính vào đấy, chứ không phải là chúng ta chỉ đặt hờ đến đâu nhá, nó có nam châm nó hít vào luôn. Rồi và bây giờ đến cái phần mic này. Mic thì chúng ta phải lắp pin vào đã. Nhà sản xuất sẽ không kèm theo cái pin sạc đâu, nó chỉ kèm theo cái pin sử dụng một lần thôi. Còn nếu mà các bác muốn mic nó bền ấy mà chúng ta muốn hát lâu ấy thì chúng ta sử dụng những cái đôi pin sạc nha các bác nhá. Nếu mà các bác mua những con loa này thì chắc chắn là bên em sẽ tặng kèm luôn cả những cái pin sạc loại xịn cho các bác luôn rồi. Pin sạc của chính công ty Phượng Hoàng cung cấp luôn, nó là cái loại Enerlong. Đấy, pin sạc cao cấp. Và bây giờ thì em sẽ lắp pin vào. Em đã lắp pin vào rồi nhá. Và bây giờ em sẽ khởi động cho các bác xem này. Giữ luôn nguồn. Rồi. Đấy các bác thấy không ạ? Nó bắt đầu là hiện lên rồi. Ok, đã kết nối nhá. Ở đây sẽ là cái màn hình hiển thị của cái BBS này. Đấy các bác thấy màn hình hiển thị cực kỳ sắc nét luôn nhá. Và màu của màn hình thì nó cũng giống màu tay mic luôn, rất là đẹp. Và bây giờ em sẽ alo thử để các bác nghe này. Alo 6712. Alo 56712. Cực kỳ là nhạy. Tiếng rất là trong, không hề có một chút tạp âm nào luôn các bác nhé. Không có một chút tạp âm nào luôn. Và chúng ta cũng có thể là điều chỉnh thông số tai mic ở ngay trên cái bảng điều khiển bass chép của cái phần tai mic này. Đấy. Alo 60. Em ơi, nhìn số trên khơi. Alo 6712. Alo 56712. Echo và reverb đầy đủ luôn các bác nhé. Echo reverb rất là đầy đủ luôn. À, đây là một cái dòng loa xách tay cao cấp, thiết kế ngoại hình đẹp, chất âm rất là hay. Không còn gì để chê trách về cái dòng loa BBS B7 này rồi. Và cái giá của nó thì tương đương là cái giá nó cũng đi đôi với chất lượng các bác ạ. Cái giá của nó rất là chát nhá. Nó rơi vào khoảng mười mấy triệu đấy các bác. Là để mà biết mức giá chi tiết thì các bác hãy liên hệ bên em qua số điện thoại là 0988646683. Và ngoài ra thì các bác nếu mà muốn mua những loại loa nó rẻ hơn một chút thì nó sẽ có dòng B4, B5 và B6 để phục vụ các bác. Và về cái thiết kế bên ngoài thì nó sẽ gần có một chút tương đồng so với cái con B7 các bác nhá. Đây là con B5 này. B5 nó sẽ thiết kế kiểu loa nằm ngang và vẫn có quai sách. Đấy, và nó sẽ có rất là nhiều các loại màu. Riêng về cái dòng BBS này thì màu sắc của nó quá là đa dạng luôn các bác ạ. Đỏ này, ghi này, xám này, đen này, cam, hồng,
xanh lá, rất là nhiều các loại màu. Đấy, con loa nào cũng thế, P6 cũng thế. P6 nó sẽ công suất nó lớn hơn P5 các bác nhá. Đây là P6, của P4 nó là cái loại nhỏ gọn nhất đây rồi. Nhỏ gọn nhất nó gọi là một cái cục hình lập phương. Bên em đã lên clip rồi các bác nhá. Và gồm theo một tay mic kèm theo nữa. Đấy, màu sắc cũng rất là đa dạng. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và để mà biết thêm chi tiết hơn về cái dòng sản phẩm này thì các bác hãy gọi trực tiếp đến số điện thoại của bên em nhé. Cảm ơn các bác và em xin dừng cái clip này ở đây.